You know the bed feels warmer. Xin các bạn, chúng tôi là nhóm kế nối. Đến đây với chức vụ là một nhân viên trong nhóm và có thể phải một nhân viên phải học quá. Đúng rồi, đúng như anh Vận nói, tôi không cao lắm nhưng mà mong các bạn cũng phải cúi nhìn. Tiếp theo là một thành viên với tên là anh hiện tại anh đang làm một thủy thủ bảo vệ cho biển Đông của nước ta. Rất hot và chúng ta chắc hẳn ở đây không ai có thể làm được nhiệm vụ này nha. Xin các bạn cho một tràng pháo tay. Từ lên giờ chắc hẳn các bạn đang rất là tò mò vì trong nhóm có một bạn nữ đứng đây mà giới thiệu toàn nam này chán luôn. Thì xin giới thiệu một bạn nữ rất xinh xắn trong nhóm có tên là Hoàng Thị Trọng Nhân. Yeah. Bạn gái rất xinh xắn trong nhóm với một cái tên rất đặc biệt đúng không ạ? Chắc là mọi người đang thắc mắc là tại sao nhóm của chúng tôi có 4 người đúng không ạ? Tại vì chúng có một thành viên bí mật của chúng tôi thì ngày mai các bạn sẽ được gặp mặt sau. Wow. Chúng tôi đây một vui chính là được mong được kết nối đúng ra này. Là cái ý tên của chúng tôi muốn kết nối nên là muốn kết nối được thêm các cả các bạn bè cùng hệ thống anh cũng như là bạn bè trong cả nước Việt Nam. Vâng, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai và hy vọng sẽ được đứng cùng các bạn ở vị trí theo dõi. Theo mọi người đây là nhóm đăng ký thành viên tự do ấy. Tên tập hợp lại thì mọi người thống nhất là tên là IC. Nhóm mục tiêu là ăn ngọt. Thì hôm nay chỉ có 3 thành viên có mặt, đó là mình và bạn Dung và bạn Linh có mặt hôm nay thôi. Còn 2 thành viên là Huyền và Phượng chưa có mặt được vì lý do cá nhân. Mình đến đây để tìm hiểu để về tình huống chung ở những nơi chưa biết đến từ Đông Anh. Thực sự hôm qua nghe về bảo tàng Đông Anh là lần đầu tiên em thấy. Trên Google trai lại không rõ địa điểm đâu. Thực sự là còn quá nhiều điều về Đông Anh chưa biết được nên muốn tham gia chương trình để tìm hiểu thêm về Đông Anh của mình. Đầu tiên xin phép mọi người là cho mình thay mặt của đội gửi lời chào đến tất cả mọi người tham gia chương trình ngày mai và chúc ngày mai sẽ thành công tốt đẹp. Thì xin phép là cho mình được giới thiệu các thành viên trong đội. Thứ nhất là đội mình có tên là Đầu Voi Đuôi Chuột. Tại sao lại Đầu Voi Đuôi Chuột? Vì đơn giản là đội mình có voi và có chuột. Thứ nhất là có bạn Trường là Đầu Voi. Sau đó thành viên thứ hai là bạn Linh. Bạn Trường thì hôm nay là không có mặt ở đây. Bạn Trường có công việc nên là xin phép mọi người là hôm nay vắng mặt, ngày mai mọi người sẽ được gặp. Thứ hai là bạn Linh, Đỗ Mạnh Linh. Xin phép mọi người chào nhé. Xin chào. Tiếp theo là Nguyễn Thị Anh Đông, một thành viên rất là xinh xắn. Wow, anh chào rồi. Tiếp theo là em Hiền, là chuột của nhóm. Em đứng dậy em.
ở trường nhóm đấy ạ. Sau đó là mình là trưởng nhóm. Còn và... ngoài ra còn ai nhỉ? À ngoài ra còn đây là chị của em Hiền. Hôm nay đến với tư cách là vui là chính. Cậu sẽ học hỏi. Lần thứ hai mình muốn nói với cả mọi người, mình muốn chia sẻ là thứ nhất thì mọi người hỏi là khi tham gia chương trình này thì mình muốn gì, thì trả lời thực sự mọi người là với tư cách cá nhân mình muốn được mình học. Bởi vì như mọi người thấy anh chỉ mình thôi, anh muốn đội mình thắng thôi. Với tư cách cá nhân như là mọi người nhìn thấy thì em Hiền thích đi ăn uống, đi chơi, nhưng cũng có nhiều thứ khác thì em muốn dành số tiền đấy, phần thưởng đấy để nhiều việc khác có thể ý nghĩa hơn, giống như là như làm từ thiện chẳng hạn. Vậy nên là một cái điều nữa là cái trong cuộc thi thì không ai chắc chắn được là mình sẽ thắng hay mình sẽ thua cả, là cái phần thưởng nó rất là mơ hồ. Thế là với cái tư cách là một trưởng nhóm thì mình có một cái suy nghĩ khi mà tối qua mình ngồi mình suy nghĩ lại, mình có thấy là sau khi kết thúc chương trình này mình giữ lại cái gì. Với một khoản tiền nhỏ thì có thể là cả nhóm đi ăn, nhưng mà nó ăn xong rồi hết, tiền thì nghe hết. Cái mình muốn giữ lại thực sự là niềm vui của cả nhóm. Tại vì và hiểu biết thêm về Đông Anh, mình yêu Đông Anh hơn. Mình gắn kết nhau hơn giữa tất cả các đội chơi. Vậy nên là mình thực sự thì mình muốn nói là cuộc chơi ngày mai đội mình nhất định phải thắng. Không nhất định phải thắng. Mình không nghĩ là mình nhất định phải thắng. Thực sự thì mình đặt lên cái tiêu chí đầu tiên là phải làm thế nào cho các thành viên trong nhóm có một ngày vui và sẽ nhớ mãi. Điều thứ hai mình muốn nói với mọi người cũng là điều cuối cùng, điều chân thật nhất, đó là những gì mình vừa nói đều là thật rồi. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Phải sáng chấm, chỉ có một người thôi nhưng mà rất mạnh sáng, có chẳng bằng tay cho anh. Ngồi đến lượt từ nãy đến giờ thì bây giờ đến lượt em. Đội em bây giờ có 4 người, à có 5 người, nhưng mà thọt mất 4 nữa, còn mỗi em 1 thọt. Em xin tự giới thiệu nhóm em tên là FC ạ. Chắc nhiều người cũng đoán nó là Fan Club hay là Fubon Club hay cái gì, nhưng nó là 5 con gà. Thì nhóm em là tập hợp còn 93 ạ, 5 người 93. Em là leader, tên là Bùi Công Vinh ạ. Còn bạn nhóm ít người nhưng thời lượng nó ít ạ. Nhóm em đến đây chỉ có mục tiêu là giành giải nhất để kiếm một số tiền nho nhỏ, đầu tư vào miếng đất ở trên trục đường cao lỗ thế thôi. Hôm nay thì nhóm trưởng của bọn mình thì có câu chuyện lên vắng mặt, và mình thì đại diện cho nhóm lên giới thiệu về các thành viên của nhóm. Tại sao nhóm mình lại tên là Sao Băng? Bởi vì tất cả các thành viên trong nhóm, cả một bạn nam nữa, duy nhất một bạn nam cũng đều rất là mơ mộng, nên đặt tên nhóm là Sao Băng. Mình thì là mình là Thơm, còn hai bạn kia, bạn đầu tiên đeo kính chẳng hạn hai, còn bạn tiếp theo là Huyền. Đến đây với tinh thần giao lưu học hỏi và rất mong như các bạn của đội đúng không? Đó là chiến thắng, nhóm mình sẽ còn chiến thắng trên cả chiến thắng. What doesn't kill you makes you stronger. Trong chương trình này đóng vai trò là ban tổ chức, nhưng mà khi nhìn thấy các bạn giới thiệu như thế này thì team thực sự cũng muốn làm một đội chơi cùng với các bạn luôn. Nhưng mà tất nhiên là team ngày mai lại không thể chơi được, nhưng team sẽ đảm bảo rằng sẽ đảm bảo mọi điều kiện có thể để các bạn có thể chơi hết mình và chơi hết ca và chơi tốt. Và để các bạn có thể dinh giải nhất về, dinh giải thưởng về, dinh tiền về để đầu tư vào mình rất là chính xác. Và chắc là thời gian của chúng ta cũng không có nhiều, nên mình sẽ chỉ giới thiệu ngắn gọn và nhỏ như thế này thôi ạ. Để nói về team Đông Anh 360 thì các bạn sẽ tự hỏi chúng tôi là ai, chúng tôi làm những gì và chúng tôi là những con người như thế nào, thì chúng tôi sẽ giải quyết ba câu hỏi đó. Chúng tôi làm gì ạ? Thì tôi có đọc bản đăng ký của một số các bạn thành viên gửi về cho nhóm, thì hình như có một số nhầm lẫn giữa
chương trình Tôi Yêu Đông Anh và chương trình Đông Anh 360. Thì Tôi Yêu Đông Anh chỉ là một sự kiện của Đông Anh 360 thôi. Đông Anh 360 là một kênh truyền hình online của Viện Đông Anh mình. Và chúng tôi đang nỗ lực hết mình để đưa kênh truyền hình này thành kênh truyền hình online chính thức của Viện mình. Và chúng tôi vẫn đang đi trên cái đoạn đường đó. Nếu đoạn đường đó các bạn có thể tính khởi điểm chúng tôi không có gì có ở dưới sàn này. Chúng tôi đặt mục tiêu lên cao tiết trên trần kia thì chúng tôi đang đứng ở đây rồi. Và rất mong được sự ủng hộ của các bạn để Đông Anh 360 có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình và đưa chương trình lên được đến tận đỉnh này. Lên đỉnh thậm chí phá cả trận và lên tầng tiếp theo. Xuất phát từ thứ nhất là từ niềm đam mê của chúng tôi là những con người muốn tìm hiểu về Đông Anh, những con người đam mê về công nghệ và những con người đam mê về làm phim. Đó là mục tiêu xuất phát của bọn tôi, nên là gọi là rất là trong sáng và thuần khiết như thế. Và để thực hiện được mục tiêu này thì có lẽ là một mình team, hiện tại một mình team bây giờ có lẽ không đủ năng lực để làm như thế. Rất là mong tất cả những bạn, nhất là ngồi đây trong phòng, sẽ ủng hộ chương trình Đông Anh 360 và sau này sẽ còn các bạn trẻ Đông Anh nữa sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình để chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình xuất sắc nhất. Đó là xong câu hỏi thứ nhất là về chúng tôi làm gì. Tiếp tục đến câu hỏi thứ hai, chúng tôi là những ai? Đây các bạn có thể nhìn thấy anh trưởng nhóm lúc đấy, anh Giang. Thì các bạn có thể khi gặp anh Giang có thể ấn tượng một con người rất là nhỏ nhắn và xinh xắn và một chiếc áo Doraemon chạm vào chân em, và các bạn nghĩ rằng anh ấy trẻ con nhưng mà không trẻ con đâu các bạn. Nếu các bạn chơi với anh ấy thì các bạn sẽ không biết là anh ấy làm việc với trẻ con, biết nhiều hơn trẻ con một chút. Xin chia sẻ với các bạn một điều như thế này: tại sao nhóm được thành lập thì cũng xuất phát từ một ý tưởng của Giang. Giang có học ở trường FPT và khi Giang có rất nhiều bạn bè có thể tự hào giới thiệu về quê mình, ví dụ ở Thái Bình chúng ta có cái này, có cái này, rất là tự hào khi giới thiệu về quê mình. Nhưng khi các bạn hỏi thì Giang quê mày ở đâu? Quê Việt Nam ở đâu? Đông Anh ở chỗ Đinh Văn ở Trung Dương về Đông Anh đúng không? Thì nhiều người lầm tưởng Đông Anh với cả Gia Lâm hoặc tưởng nhầm Đông Anh với Hà Đông. Giang thấy nghe thấy mình thấy tức lắm, không biết làm gì, quyết định về và làm một chương trình Đông Anh 360. Và từ đó Đông Anh 360 ra đời. Đó là và Giang là người khởi nguồn ý tưởng, là một trong số những người đầu tiên khởi tạo nên ý tưởng Đông Anh 360. Và còn ngoài Giang ra, trong nhóm còn rất nhiều thành viên khác, thì trong chương trình này các bạn sẽ được làm quen với tất cả chúng tôi. Xin được giới thiệu luôn, tôi là Linh, bạn đang quay phim đây là bạn Phượng, là camera woman của nhóm. Anh ngồi bên cạnh Giang có một người rất là duyên, anh ấy là Lê Minh Quê, là editor của nhóm. Bạn Phu Te ngồi phía bên cạnh anh Quê và áo đỏ ấy ạ. Bạn ấy là gì? Tôi quên mất. Bạn Minh Việt Anh. Bi là em. Vâng ạ, chào anh. Xin mời em đến. Bạn Vũ Trắng Trương ngồi cạnh FC, và bạn Nguyễn Thị Thương Thảo, và bạn ấy cũng một trong số những MC của tôi.